là chắc chắn rồi. 125 là dạ dày ở trên trán. Đúng rồi, tức là mình ấn bổ sao sao này, ấn dạ dày này. Ừ. Nhưng mà sau đó khi hơn vì hơn kỹ 125 một tí thì chắc chắn được. Anh chữa cho vợ anh bị 3 năm. Vợ bao nhiêu lâu? Vợ với một số người gắn cả 40-50 tuổi bị gắn chục năm thì chữa tây cũng khỏi đấy. Thế ạ? Ờ, vâng. Giờ đến giờ là anh tổng kết được bao nhiêu người rồi? Nãy mất trong người này 10 người rồi. Ui, đấy, còn lại nãy mất giờ tôi chữa thật là khoảng, chữa hết cả bệnh khoảng hơn 100 người. Hơn 100 người. Bây giờ mình nhớ được. À, anh chữa khoảng đấy là trong người dạ dày, thế còn xoang, tráng à, tại chỗ, phóng chiếu ấy. Đúng rồi. Anh có làm đồng ứng không? Không làm đồng ứng, trừ ai đau đầu quá thì mới hơn nắm tay trái nắm lại. Ngày anh làm mấy? Lăn qua thì để cho nó tác động. À. Xong đó mình ấn huyệt. Ấn huyệt xong mình bắt đầu mình lăn lại rồi hơ lại.